Chào quý vị, quý cô, quý bác và chúc quý cô, bác một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thì để cho kênh của em ngày một phát triển và ngày một tốt hơn lên mỗi ngày thì mong là mọi người sẽ xem video của em thường xuyên và ngoài ra mọi người dành một chút thời gian rảnh để có thể like và chia sẻ video của em để solo bên em ngày càng được lan tỏa đến mọi người nhiều hơn để mọi người biết đến và có thể qua ủng hộ cho shop em nhiều hơn. Và trong cái clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến mọi người những cái cây mà một số cái cây mà rất là hợp để bàn và hẳn là những cái cây này khá là quen thuộc với mọi người, nhưng mà trong số đó ấy, thì có những cái cây cùng giống loài nhưng mà nó có thể là một, gọi là màu của nó khá là khác biệt đây mọi người ơi. Cây này mọi người nhìn đoán ra được là cây gì đúng không ạ? Đó, đây là những cái cây hồng môn nha mọi người. Cây này có tên là cây hồng môn đỏ và cây này là cây hồng môn tím. Trước hết là cái cây hồng môn đỏ ấy, thì trong những cái clip trước em giới thiệu với mọi người cái loại hồng môn đỏ size to khoảng chừng 5 đến 60 cm, còn đây là cái loại hồng môn chỉ có khoảng tầm 30 cm. Và đặc biệt điểm của cái loại hồng môn này thì về thân của nó, thân cuống hoa của nó này mọi người, hoa của nó sẽ có cái thân là màu đỏ nha mọi người, và cái phần nhị hoa của nó cũng màu đỏ và hoa của nó đỏ thẫm hơn rất là nhiều so với cái loại hồng môn hôm trước mà em giới thiệu với mọi người. Lá của nó là lá của nó cứng nhỏ hơn cái loại hồng môn kia, cũng có một cái hình trái tim thuôn dài và nhọn ở phía đầu, trên lá thì có nổi những cái gân sọc xanh nổi bật. Cái hồng môn này đang ra rất là nhiều rễ và mầm nha mọi người, nụ của nó cũng đang ra rất là nhiều. Và đặc điểm của cái cây hồng môn này thì hoa của nó sẽ nhỏ hơn với những cái loài hồng môn kia đó, và cái phần nhị của nó sẽ có một cái màu đậm rực rỡ như này, hoa của nó có một màu đậm rất là đậm luôn mọi người ạ. Đó, cái cây này thì mọi người có thể phối trong chậu và những cái chậu sứ ấy mọi người có thể trồng trong chậu để trên những cái bàn khách hoặc là bàn làm việc thì cực kỳ đẹp luôn. Với cái màu sắc đỏ tươi như thế này thì cái cây hồng môn đỏ này cực kỳ là phù hợp với những cái người mệnh hỏa, những cái người mệnh hỏa hoặc là những cái người mệnh mộc. Những người mệnh mộc và mệnh hỏa trồng những cây hồng môn đẹp như thế này ấy, thì sẽ giúp đem đến rất là nhiều vận khí, tài vận, may mắn. Với cái sắc đỏ tươi như thế này là tượng trưng cho sự may mắn và thành công đó mọi người. Còn là mọi người có thể mua những cái chậu cây như thế này để đem đi tặng cho những người mình yêu quý, hoặc là để tặng những vài những cái dịp tân gia hay là tặng sếp của mình chẳng hạn. Đây là những cái phần quà cực kỳ là ý nghĩa luôn mọi người ơi. Và ngoài ra trên tay em còn cầm thêm một cái chậu cây này nha mọi người. Đây là cái cây hồng môn tím nha mọi người. Hoa của nó sẽ có một cái màu tím tượng trưng với cái phần nhị hoa của nó này mọi người. Nhị hoa của nó có một cái màu tím đậm nha mọi người. Hoa nó sẽ không có tròn như cái hồng môn đỏ mà nó sẽ thuôn dài hơn, tương tự với cái lá của nó. Lá của nó cũng sẽ dài và nhọn hơn những cái lá của các loại hồng môn khác. Và về nguồn gốc của cái cây hồng môn tím này ý, thì cây hồng môn tím này là một cái cây thuộc họ ráy và nguồn gốc có xuất phát từ Colombia nha mọi người. Hồng môn nó còn được gọi về những cái tên khác như là cái cây bùm đỏ hay là cây môn hồng, cây vĩ dạ hoa tròn. Đó, đây là một loài cây thân thảo và cây hồng môn được trồng với kích thước, cây hồng môn này trồng với kích thước khá là nhỏ, khoảng tầm từ 30 cm mọi người. Lá của nó sẽ tuôn dài hơn và sẽ to hơn với cái cây hồng môn lúc nãy. Còn cây hồng môn này thì mọi người thường biết là nó có tuổi thọ khá là cao so với các loại cây cảnh khác, và đặc biệt ở cái phần hoa của nó được khá là chơi được rất là lâu. Thì dựa vào kích thước mà mọi người có thể phân loại các loại hồng môn như sau. Ví dụ như với những cái loại đại hồng môn ý, thì trong những cái hồng môn thì nó sẽ chia làm ba loại chính. Là đại hồng môn, trung hồng môn và tiểu hồng môn. Tùy sở thích mà có mọi người có thể trồng những cái cây hồng môn hợp với cái cảnh trong nhà mình. Còn về đặc điểm nhận biết ý, thì mọi người biết rõ là hoa của hồng môn thì nó sẽ có một cái hình trái tim tròn nha. Còn đối với cái hồng môn tím này nó sẽ có hình thuôn dài, và đặc điểm của hoa nó rất là cứng nha mọi người. Hoa của hồng môn thì chơi được khá là lâu, tầm 3 đến 4 tháng một cái cây hồng môn như thế này. Và nó chỉ có tầm khoảng 25 cm thôi mọi người, được trồng trong một cái chậu như thế này. Đất của cái đất để trồng cái cây hồng môn này là những cái loại đất có độ ẩm khá là cao và có khả năng thoát nước tốt, rất là ưa chuộng trồng cái cây
Đây cảnh như thế này, về ý nghĩa của cái hồng môn tím này ấy, thì bên cạnh những cái ý nghĩa về phong thủy như là nó hợp với những cái người mệnh hỏa mệnh kim, dựa vào màu sắc ngũ hành mà cái cây hồng môn này nó có thể ở trên này rất là nhiều loại, và trên tay em là một cái cây hồng môn tím. Về ý nghĩa phong thủy thì cây này nó đem đến tiền tài vận khí. Cây hồng môn này nó còn là một cái vật, là một cái loại cây cảnh có tác dụng điều hòa không khí rất là hiệu quả đó mọi người. Ngoài hấp thụ khí CO2 và cung cấp khí O2 thì cái cây hồng môn này nó còn thanh lọc có các khí như là phenobarbital hay là silane hoặc là ammonia trong không khí. Đặt một cái chậu cây hồng môn này trong không gian làm việc sẽ giúp cho cái không gian của mình trở nên xanh mát hơn, giúp giảm thiểu căng thẳng cho những người làm việc này, hoặc là để trên bàn học của mình đó, với cái lá mô hình trái tim và những cái bông hoa với những cái màu sắc cực rỡ như là cái màu đỏ, màu cam, màu tím hay là màu hồng nhạt, màu trắng ấy, thì nó đều tượng trưng cho mỗi cái tầng nghĩa riêng của cái loài hồng môn. Và cái cây hồng môn tím này thì với cái sắc tím như thế nào mọi người, nó tượng trưng cho sự thủy chung son sắc giữa tình yêu và trong tình bạn. Mọi người mua tặng cho những người mình yêu quý như là những người vợ của mình hay người yêu, hoặc là tặng cho bạn bè, nó thể hiện cho một tình cảm gắn bó và lòng thủy chung của người tặng nha mọi người. Cái chậu hồng môn này bên em đã sẵn rất là nhiều, ngoài những cái size mini nhỏ tầm 30 cm này còn có cái size 50 cm rất là nhiều luôn mọi người. Hoa của nó đang là cái độ nở rất là đẹp, đang đơm bông và những cái nụ của nó mọc bên dưới rất là nhiều luôn mọi người. Đó. Thì cái cách chăm sóc của cái cây hồng môn này thì cây hồng môn là một loại cây không ưa nước nhiều và nó cũng chịu được ánh sáng bán phần nha mọi người. Mọi người chỉ cần để trong nhà hoặc là mọi người cũng có thể để ngoài cửa sổ, cạnh cửa sổ hoặc là cạnh cửa kính ý, thì cây hồng môn nó vẫn có thể phát triển được. Về cái tưới nước ý, thì cái cây hồng môn này chỉ tầm 2 ngày mọi người tưới nước một lần thôi mọi người. Đó, 2 ngày tưới nước một lần cho cây và không để cây bị úng quá nhiều nước thì sẽ dẫn đến tình trạng cây bị khô rễ và khiến cho cây bị úa nha mọi người, cây bị úa và chết. Hoặc là còn về cái phần đất trồng ý, là một cái phần khá là quan trọng trong việc trồng cây đúng không mọi người. Đất trồng thì đối với cái loại hồng môn này nên chọn cái loại đất đất trộn như là đất trộn trấu, đất trộn mùn sơ dừa hay là trộn mùn đất sét. Đấy là những cái loại đất có độ giữ ẩm tốt và có khả năng thoát nước khá là cao đó. Nên trồng vào những cái chậu như thế để cây có thể phát triển được. Ngoài ra ấy, mọi người cũng nên thường xuyên lau lá cho những cái cây hồng môn này để giúp cho lá nó được bóng đẹp nha mọi người, và cái nó còn là cung phụ cho mình cái khả năng thanh lọc không khí trong không gian đó mọi người. Lá nó sạch thì đương nhiên nó sẽ có khả năng thanh lọc không khí tốt hơn. Đấy, nó như một cái điều hòa không khí mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta để giúp cho không gian trong gia đình mình trở nên thoáng đãng và tươi mới hơn đó, rất là đẹp luôn mọi người. Cái chậu hồng môn này bên em với giá cả tùy thuộc vào size khác nhau mà nó có mức giá khác nhau. Hoặc là mọi người nếu mà không thích những cái chậu như thế này, mọi người có thể mua thêm những cái chậu phù hợp với mệnh và tuổi của mình hoặc là theo sở thích của mình. Ở bên em còn bán rất là nhiều những cái chậu cây chậu sứ rất là đẹp luôn mọi người. Mọi người có thể mua về để phối vào những cái cây hồng môn như thế này để phù hợp đặt trên cái bàn mà với cái màu sắc bàn của mình phù hợp hơn đó. Bên em chậu rất là nhiều, mọi người có thể qua bên em trực tiếp để có thể chọn chậu để em có thể thay cây và chậu cho mọi người luôn đó. Đây là trên cái clip này là tất cả những cái đặc điểm ý nghĩa và công dụng của cái loài cây hồng môn với những cái màu sắc đặc biệt như thế này, cái màu tím như thế này hay là một cái màu đỏ thẫm nha mọi người. Ngoài màu đỏ thế ra nó còn có màu hồng nữa mọi người ạ, màu trắng cũng có nha mọi người. Nếu mọi người thích thì mọi người hãy qua ngay sau room bên em nha mọi người. Thì cái mọi thông tin về giới thiệu như là số điện thoại liên hệ hay là cái địa chỉ thì em đều ở dưới phần ở góc giới thiệu của video, mọi người có thể thông qua đó mà biết thêm về showroom của bên em, và mọi người có thể qua trực tiếp bên em để em có thể tư vấn cho mọi người những cái cây mà mọi người thích và một số cái tips chăm sóc những cái cây cảnh phong thủy đó mọi người ạ. À.
Nếu mà mọi người mua nhiều theo combo thì sẽ được giảm giá rất là nhiều nha mọi người. Ngoài ra mọi người còn được rất là nhiều những cái phần ưu đãi đặc biệt nữa mọi người, như là được tặng những cái phần quà hay là được tặng thêm những cái cây nhỏ xinh hơn và rất là đẹp. Ngoài ra còn được khắc tên green lên chậu nha mọi người. Đó, nhiều phần quà rất là ý nghĩa. Đang mong chờ mọi người hãy nhanh tay qua bên showroom em để nhận nhiều ưu đãi và mua cho mình cái cây rất là đẹp và đi ngay về cho gia đình của mình nha mọi người. Yo, video hôm nay xin kết thúc tại đây, thì cảm ơn mọi người đã xem và lắng nghe. Mong là mọi người sẽ luôn ủng hộ giúp em và yêu thương giúp em nhiều hơn nha. Bye bye mọi người.